Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 22 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 100 Thất Thải La Dân Trưởng Làm sao có thể chứ? Sở sở không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng Đang dược vừa vào miệng Nhưng không có quá thành một dòng nước trong Chảy vào trong bụng Như những viên đang dược khác mà nó giống như một mặt trời nhỏ trong miệng không ngừng phát ra sóng nhiệt nóng rực. Từng luồng đàn khí dày đặc từ từ lan ra, sau đó mới thấm vào khắp nơi trên thân thể, làm gân mạch ấm lên. Chờ cho đang dược biến mất hoàn toàn, toàn thân của cô trở nên ấm áp, gân mạch đã bị tổn thương do hấp thu nguyên lực nguyệt âm ngày hôm qua, cũng đã được chữa trị rất nhiều. Sợ sở, quả thật không có dám tin rằng trên thế giới này có thứ đang dược kỳ diệu như vậy nguyên lực của nàng thuộc tính năm nói chung những đang dược thuộc tính dương đều sẽ tương xung với nàng vì vậy dược lực của đang dược nhị phẩm như ôn dương đang trước khi được cơ thể của nàng hấp thu thì nó sẽ bị nguyên lực nguyệt âm của nàng triệt tiêu mất thế nhưng viên đang dược của trác phàm quá thành khí thể nóng rực không khác gì khí nóng rực của mặt trời thậm chí càng ôn hòa hơn nhiều công dụng chữa trị đối với gân mạch càng tốt. Máu chốt nhất là viên đan dược này và nguyên lực của nàng cũng không có xung đột nhau. Đến mức nàng có thể hấp thu được toàn bộ dược lực của đan dược. Đây là chuyện mà ngay cả nằm mơ nàng cũng không có tưởng tượng nổi. Một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào ánh mắt của Trác Phạm. Đôi mắt của sở sở hoàn toàn hiện lên vẻ kinh ngạc tán phục. Trong lòng của Trác Phạm cười thầm nhướng mày đắc ý với Sở Sở cười nói: "Thế nào, Sở Sở tỷ tỷ đang dược của ta và người khác không giống nhau chứ?" Sở Sở không tự chủ gật đầu, tự đáy lòng tán thưởng nói: "Không ngờ tuổi của ngươi còn nhỏ mà thuộc luyện đan đã xuất quỷ nhập thần, chắc chắn chỉ mấy năm nữa thôi, ngươi nhất định sẽ dương danh thiên hạ thiên vũ." "Lão tử hiện tại đã gian danh thiên hạ rồi, chỉ là ngươi không biết đó chứ." Trác Phàm quán thầm một tiếng trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả dờ như là một chàng trai tỏa nắng cười nói. "Vậy nên mới nói, Sở Sở tỷ tỷ, về sau tỷ có chuyện gì, tuyệt đối đừng có giấu giếm tiểu đệ, để nhất định suy nghĩ ra biện pháp thôi." Sở Sở nghe được lời này không khỏi khẽ giật mình. Trong lời nói của Trác Phàm tựa hồ cố ý ám chỉ, hơn nữa nàng cũng biết rõ thân thể của mình, xác thực cần một luyện đan sư đỉnh cấp giúp đỡ trừ đi độc vật trong cơ thể. Chỉ là sợ sở, sở trầm ngâm một hồi im lặng. Trác Phàm vẫn luôn nhìn nàng chăm chú, trong lòng lo lắng. Nếu không phải thần trí của hắn còn thanh tĩnh, đoán chừng đã muốn hét ra. Còn bà nó, ngươi mau giao bộ đề ngọc dịch ra đi chứ. Coi như ngươi không có nó trong tay thì cũng chỉ cách cho ta biết đi mà, đại tỷ. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên tiểu tử rút cuộc ngươi cũng đã xuất hiện rồi bốn công tử đợi ngươi ở đây suốt cả một ngày vừa dứt lời hai bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một bóng hình màu đỏ xinh đẹp mà bọn họ không có thể nào quen thuộc hơn chính là tiểu đan đan đã bị trác phàm nhục nhã một phen ngày hôm qua một người khác là tên công tử thường xuyên vận dụng trường sa xa màu xanh lục đôi mắt tà dị lõe rãnh sáng xanh vô cùng quỷ dị nhìn thấy hai người này hai huynh muội của đổng thiên bá cùng giật mình sợ sở cũng hơi sững sờ nhìn hai người trước mặt băng khoăn nửa khắc trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp mà trác phàm sắc mặt lập tức lạnh xuống trong mắt lóe lên một tia sát ý trần trụi còn mẹ nó chút nữa thôi lão tử đã moi ra được tung tích của bồ đề ngọc dịch rồi hết lần này tới lần khác đúng lúc này các ngươi lại tới quấy rối muốn chết rồi hiện tại các phàm thật sự muốn bẻ gãy cổ hai tên quắc con chết tiệt này. Nhưng mà nhìn lại sợ sở bên cạnh, suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi. Lão tử tiếp tục làm bé ngoan vậy. Tiểu tử, nghe nói người khá cứng. Sợ sợ tỷ tỷ mấy cái tên bắt nạt đệ đã tìm đến rồi, tỷ giúp đánh bọn họ đi. Đúng lúc, cái tên công tử áo xanh kia cực kỳ kiêu căng, chỉ vào trác phàm, trác phàm đột nhiên lật mặt nhanh hơn lật sách giật giật ống tay áo của sở sở cáo tràn bọn họ làm bộ như là một tiểu đệ bị bắt nạt cho nên tìm lão đại làm chỗ dựa cái dáng vẻ nhát gan đó làm cho mấy người nhìn thấy ngày hôm qua trác phàm ra tay điều giật mình công tử áo xanh lục càng co giật cơ mặt không thể tưởng nổi nhìn sang tiếu đan đan bên cạnh nghi ngờ hỏi đan đan tiểu thư đây chính là cái tên tiểu tử to gan bằng trời hôm qua, dễ dàng mà nàng nói đó sao? Sao mà chẳng có cốt khí gì hết thế? Tiểu đàn đàn cũng nhìn đến có một chút choáng dáng. Tiểu tử này hôm qua không phải như vậy chứ, gặp sư bá của ta cũng dền giáo tự đắc, không hề biết sợ hãi, tại sao mà đang tự công, hôm nay đã biến thành thủ rồi. Nghiêm công tử, hắn cũng là cái tên hôm qua khi dễ ta, thế nhưng hôm qua không phải cái dạng này chứ. Kệ nó đi, chỉ cần đúng là tiểu tử, tử này, hôm nay bổn công tử sẽ giúp nàng hạ giận. Hư lạnh một tiếng, công tử áo xanh lục cười khẽ, nhìn Trác phàm nói. Mặc kệ, ngươi là cái tên quắc con vô dụng hèn nhát, hay thật sự là một tên lỗ mãn, làm càng, dám đắc tội với người trong bảy thế gia của ta. Chỉ dây thần thủ có thể làm lâm thiên vũ khoái hoặc lâm bị trọng thương của ngươi, đã đáng giá để cho bổn công tử tự thân xuất mã. Người đánh bại Lâm Thiên Vũ sao? Không phải ngay cả con cháu của một gia tộc tam lưu người đánh còn công lại sao? Sở sở, hơi nhướng lông mày, mặt đầy nghi ngờ nhìn qua Trác phàm. Hai con ngư của Trác phàm đảo trái đảo phải, do dự một lúc mới lúng túng, khó xử nói. Nếu như để nói hắn tự mình té ngã bị thương, tỷ của tin không? Lời vừa nói ra, mọi người dội lão đã một cái, suýt té ngã rồi. Đại ca, người nói láo, có trình độ hơn tí được không vậy? Một cái tên cao thủ đoán cốt thất trọng, người nói là bị té ngã thụ thương. Ôi trời! Sợ sở, giận quá bật cười. Tổng Ngọc, nếu ngay từ đầu ngươi thừa nhận đã gạt ta, có lẽ ta có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng mà ngươi nói như vậy, rõ ràng coi ta thành cái đứa ngốc mà đùa giỡn rồi. Nói xong, sợ sợ phất ống tay áo, biến mất không còn bóng người. Chỉ để lại cái lời nói phẫn nộ, quanh quẩn bên tai của Trác Phạm. Tự mình gây họa tự mình thu tập đi. Sợ sở tỉ sở tỉ, nghe nghe ta giải thích đi. Trác Phạm còn muốn rống lên, nhưng mà không thấy bóng dáng của sợ sở, sở đâu. Trác Phạm chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt, băng lãnh dọa người. Khác hẳn với tên tiểu đệ giả ngây thơ núng nịu lúc trước. Hiện tại ai cũng nhìn ra cái sắc mặt của hắn đang muốn giết người. Hai kẻ các ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này đến lần khác. Tại sao mà vào lúc này làm hỏng chuyện lớn của lão tử? Trong giọng nói của Trác Phàm mang theo sát ý lạnh thấu xương, khiến cho Tiếu đàn đàn không tự chủ được run bần bật, trốn lẹ sau lưng của công tử áo xanh. Mà công tử kia sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên ngưng trọng hắn ta thường xuyên giao thiệp qua lại với con em của bảy thế gia. Sư tử lão hổ, thỏ trắng xài lan, chỉ cần gặp một lần, hắn ta có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Còn khí thế giống với trác phàm dạng này, mặc dù chỉ là đoán cốt nhất trọng, nhưng mà sắc ý cực kỳ nồng đậm, khiến cho hắn ta có thể tin tưởng kết luận. Đây tuyệt đối là chúa tể của Sơn Lâm gào thét mới có thể phát ra khí thế giống vậy. Quả nhiên là một kẻ khó chơi khó trách lâm thiên vũ kia đã bị bức cho trọng thương thành đức hạnh đó ánh mắt khẽ hiếp lại công tử áo xanh nhếch miệng cười cười thật sự không sợ chút nào bất quá đáng tiếc hôm nay ngươi đụng trúng bổn công tử ta nghiêm phục đệ tử của thủ tịch nghiêm tùng độc thủ dược dương nhà dược dương điện bổn công tử khác với tên phế vật kia nhiều gia quả đó là đồ bỏ đi của khoái hoạt lâm còn bốn công tử là người thừa kế đời tiếp theo của độc thủ dược dương chân mài bất giác giật giật cái danh xưng độc thủ dược dương này trác phàm rõ ràng đó là xưng hào mà đệ nhất luyện đan sư ngự hạ bảy thế gia dược dương điện mới có thể lấy được mà đệ nhất luyện đan sư của dược dương điện khác biệt với đệ nhất luyện đan sư của các gia tộc khác đệ nhất luyện đan sư của gia tộc khác chỉ cần thuật luyện đan có một không hai trong gia tộc là có thể thu được cái danh xưng này. Thế nhưng đệ nhất luyện đan sư của Dược Dương Điện không chỉ có thuộc luyện đan có một không hai trong thiên hạ mà luyện độc thuật cũng không ai có thể địch lại được. Vậy nên mới xưng hào độc thủ Dược Dương. Chính là nói kẻ đó giết người là đệ nhất thiên hạ, cứu người cũng là đệ nhất thiên hạ. Sinh tử đều trong tay của ta mới được là Dược Dương chân chính. Nói cách khác, tiểu tử này am hiểu dùng độc công trác phàm cười lạnh trong lòng một trận dùng độc công đối với người khác có lẽ là phiền phức nhưng mà đối với hắn không có hiệu quả gì xem lão tử dùng thiên ma đại quá quyết quá giải độc công của người như thế nào đi ánh mắt của trác phàm bỗng ngưng tụ lại cùng với một tiếng sấm rền kinh hãi vang lên trong nháy mắt biến mất không còn bóng người đến lúc hắn xuất hiện một lần nữa đã đến trước mặt của nghiêm phục không khỏi hít một ngụm khí lạnh hắn ta không có nghĩ đến trác phàm chỉ là tu giả đoán cốt nhất trọng nhưng mà tốc độ nhanh đến không có thể tưởng tượng khó trách ngay cả đệ tử khoái hoạt lâm chuyên tu tốc độ cũng bị hắn đánh thành trọng thương đúng lúc hắn ta chưa có kịp xuất thủ chống đỡ đã bị trác phàm hung hăng đá cho một cước trúng bụng nghiêm phục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi cơ thể lập tức liền bị đá bay ra ngoài đâm thủng cánh cửa quán trọ thành một cái lỗ thủng hình người, rồi tiếp tục bay thẳng hơn 50 mét bay ra đường lớn. Mọi người ở đó đồng loạt che miệng quảng sợ, bị một cước này của trác phàm làm kinh ngạc đến ngay người. Hiện nhiên không ngờ được một chiêu của trác phàm lại có quy lực lớn đến thế. Thực tế nếu không phải là trác phàm trong lòng có lửa giận, hắn không có xuất thủ không nương tài như thế. Liếc mắt nhìn qua tiếu đang đan bên cạnh, lúc này nàng đã sợ đến trắng bệt cả mặt. Trác Phàm không khỏi cười lạnh thành tiếng. Dù ngươi có đổi một tên nam nhân khác đến, cũng giống vậy thôi. Nữ nhân của Hoa Vũ Lâu các ngươi chẳng lẽ chỉ biết dựa vào nam nhân thôi sao? Nói xong, Trác Phàm cười lạnh đi ra đường cái. Chỉ để lại tiếu đan đan, hai con mắt đông đầy nước mắt, hai tay nắm chặt quyền, trong mắt đầy quỷ quất. Ánh mắt khinh miệt kia của Trác Phàm lời nói cai nghiệt kia của Trác Phạm để cho nàng ta lần đầu trong đời cảm nhận được. Cái gì mới gọi là nhục nhã cực hạn đó chính là hoàn toàn khinh thị. Xuyên qua cổng quán trọ, tả tơi thành một đống, rồi đi ra đường lớn. Trác Phạm mắt lạnh nhìn nghiêm phục vừa mới đứng lên. Những người còn lại, dù đang trên đường cái hay là con em bảy thế gia đang trong quán trọ, nhìn thấy cuộc chiến này không khỏi bị dọa, phải trốn đi thật nhanh sợ bị liên lụy vào. Tốc độ nhanh lắm, chỉ sợ ngươi đã là người mạnh nhất dưới thiên quyền đi. Nghiêm phục, lao vết máu bên khóe miệng, cười lạnh thành tiếng. Trác phàm, cao mài cười nhạo. Bị đánh thành cái bộ dáng này mà còn có thể cười được sao? Đây là lần đầu tiên bình sinh ta gặp được đấy. Bổn công tử cười, tất nhiên cho thấy bổn công tử có nắm chắc ác thắng. Ác thắng hả? Trác Phàm cười khinh thường. Ta biết, dược dương điện của ngươi có tài luyện đan, cũng có sở trường sử dụng độc. Chỉ có điều, bất cứ dùng độc gì, ngươi dù sao cũng phải đụng chúng ta đã, có đúng không? Ngươi có thể đủ theo ta kịp sao? Tiểu tử, người phàm tục, quả nhiên không có kiến thức. Trong mắt của nghiêm phục, lóe lên hàng quang, cười to nói. Sư phụ của ta là độc thủ dược dương, được bảy nhà kính nể, nếu người dùng đọc còn bị nhiều hạn chế như vậy thì sao bảy nhà sợ hãi sư phụ của ta đến vậy chứ vừa nói xong nghiêm phục chậm rãi mở ra sông trưởng chỉ một thoáng khí tức cuồn cuộn lưu chuyển trong bàn tay rồi mới dần dần biến đổi màu sắc đến cuối cùng xuất hiện ba loại ánh sáng khác biệt màu đỏ màu vàng và màu xanh biếc xen kẽ với nhau trác phàm hiếp mắt lại không khỏi sợ mũi một cái Thật ra có một chút chết lặng. Còn mẹ nó, tiểu tử này dùng đọc thật sự rủi thần khó lường. Lão tử vậy mà hồ đồ, mơ hồ tiếp xúc với đọc dược của hắn rồi. Trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng mà trác phàm không có nóng nảy, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn ta. Tiếp chiêu đi, quyền giai vũ kỹ mà dược dương điện của ta đời đời truyền xuống, thất thải dần là trưởng. Chương 101 Điên Cuồng Vừa dứt lời, song trưởng của nghiêm phục dù một tiếng bốc lên dân dụ ba màu. Chỉ trong nháy mắt, ba loại dân dụ tựa như gió lốc cuốn hắn ta vào bên trong, nháy mắt không có thấy bóng gian đầu. Trác phàm khẽ nhíu mày trong lòng cười lạnh một tiếng. Công pháp của Dược Dương Điện lấy độc làm chủ, không giống với khoái hoạt lâm, có thân thủ linh mẫn nhạy bén. Cũng không có giống luyện thể giả, có thể phách kim cang bất hoại vì vậy phòng ngự của bọn họ xem như yếu nhất. Vì để bù đắp cái thiếu hụt này, vừa ra tay, hắn đem chính mình ẩn vào trong khói độc, khiến cho người khác không có dám lại gần. Chỉ là điều thật đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta, cách này của ngươi không hề có tác dụng với lão tử. Trong mắt của Trác Phàm lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén, dưới chân khẽ nhúc nhích, đang muốn xông vào trong cái đám xương độc kia một hơi dặn đầu tên tiểu tử kia xuống. Nhưng mới chỉ động có một cái, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt xoay chuyển. Không đúng, bên trong có bảy. Tiểu tử này nhìn như là đang báo thù giúp cho tiểu đàn đàn, nhưng mà thực ra đã bị người khác cố ý dẫn đến đây thăm dò lão tử. Nếu không, cái chuyện ra mặt giúp cho đệ tử này, hắn là người của Hoa Vũ Lâu sẽ đến, chứ đâu có đến phiên tiểu tử này đoạt mất nổi bật. Nghĩ đến đây, Trác Phàm hít thật sâu, một lần nữa trấn tĩnh lại, trong mắt lóe lên cái tia sáng thầm thúy sâu xa. Xem ra vị thanh qua lâu chủ vẫn là không có xác định chắc chắn thân phận của ta rồi. Vì vậy mới dụ cái tên tiểu tử này đến xung phong đánh trận đầu. Bây giờ chắc chắn có mấy vị cường giả thiên quyền đang ẩn nấp nhìn tất cả mọi chuyện đây. <laughs> Tính toán giỏi thật đấy. Trác Phàm cười lạnh trong lòng thân thể lưu về phía sau, không còn ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác nữa. Nếu mà sự tình như hắn đoán, vậy thì cái trận chiến này hắn không thể đánh thật rồi. Tiểu tử không phải là người tự phụ, tốc độ rất nhanh sao? Có bản lĩnh tiến lên đánh với ta một trận đi. Lúc này trong đám sương mù truyền đến tiếng cười càng rỡ của nghiêm phục. Trác phàm nheo mắt lại, hất càm cười nói. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? tự mình chạy vào để mà trúng độc chắc. Có gan ngươi ra đi, ta cũng không có tin, ngươi cả đời đều ở trong đó. Đợi nguyên lực của ngươi hào hết, lão phù đến thu thập ngươi. Nếu ngươi cho rằng thất thải dân la trưởng của ta chỉ là vũ kỹ phòng ngự, vậy thì ngươi sai cực kỳ sai. Hôm nay, bốn công tử để cho ngươi mở màn kiến thức, cái gì gọi là vũ kỹ hoàng mỹ nhất. Nghiêm phục, hét lớn lên một tiếng, trong cái đám mây mù đột nhiên bắn ra ba luồng xương độc như ba cánh tay hướng về phía Trác Phạm bay tới chớp mắt đã tới gần tốc độ không hề kém so với Trác Phạm trong mắt của Trác Phạm chợt co rụt lại cúi đầu trốn đi dưới chân ra sức chạy về một tiếng xuyên qua khe hở giữa ba cái luồng xương độc nhưng ba luồng xương độc trong nháy mắt chợt rẽ ngang đuổi sát tới sau lưng Quán luồng xương độc giống như hai cái móng vuốt quỷ tư thế nhất định phải tóm được hắn. Tiểu tử nhìn thấy chưa? Thất thải dân la trưởng của dược dương điện chúng ta, cả công lẫn thủ, bất kể ngươi làm thế nào, chắc chắn đều phải chết không có thể nghi ngờ. Trong làng khói độc, truyền tới tiếng của nghiêm phục, phạch lỗi quát lớn, các phàm vừa trốn tránh, vừa biểu môi kinh thường. Người dùng độc là mạnh nhất, cũng là yếu nhất. Chỉ cần độc công không có bị phá giải, vậy thì ngươi du địch thiên hạ nhưng mà bị phá giải rồi, dạy người chính là sự tồn tại yếu nhất. Trên cơ bản, những tu giả tu di ngàn người cũng không có lại bỏ qua người. Cho nên thượng cổ thập đế, không có một ai lấy đọc sưng dương. Dược dương điện có thể lấy trưởng đọc này để mà xưng hùng, chẳng qua bởi vì đọc trưởng này của bọn hắn vẫn chưa có ai giải được mà thôi. Chờ sau này, lão tử phá được cái đọc trưởng này, một cước đá bay dược dương địa của ngươi ra khỏi bảy thế gia. Lúc đó, ngươi chỉ của nước ngồi đó mà khóc thôi. Hiện tại, lão tử nhịn. Trác phàm hung hăng cắn môi, giữ im lặng không có lên tiếng. Nhưng mà hắn không nói lời nào, nghiêm phục nghĩ rằng trác phàm đã sợ rồi, hắn ta càng thêm phát lối. Tiểu tử, đừng có tưởng rằng ngươi mạnh hơn người bình thường một chút là có thể tùy tiện ức hiếp người của ngự hạ bảy thế gia nói cho người biết thế gia khác ngươi có thể không cần quan tâm nhưng mà nếu ngươi dám chọc vào dược dương điện của chúng ta vậy thì ngươi chết chắc còn bà nó lão tử chọc giận dược dương điện các ngươi lúc nào không phải là ngươi chủ động tới gây chuyện sao trác phàm một hai ba hít vào một hơi thở hổn hển mấy hơi hai tay vẫn nắm chặt thành quyền tiểu tử này thật sự là quá phách lối rồi coi như lão tử giả giờ thất bại cũng phải cho hắn ta nếm một chút giáo quấn đã. Nghĩ vậy, Trác Phàm làm bộ chạy cho đến mệt rồi dừng lại. Nghiêm Phục thấy tình cảnh này không khỏi vui mừng. Hai trưởng lập tức bắn ra, đỏ vàng lục ba luồng xương độc liền cấp tóc phóng về phía Trác Phàm. Đúng lúc này, trong mắt của Trác Phàm ngưng tụ, đùng một tiếng, giang lên thật lớn, hắn như là đạn đại bác xông qua phong tỏa ba đạo xương độc hướng về trung tâm của đám mây độc phóng qua, nghiêm phục đột nhiên co rụt con mắt, dường như đã biết Trác Phạm muốn làm cái gì. Trong lòng hắn ta cực kỳ quảng loạn, muốn nhanh chóng tránh đi, nhưng mà không kịp nữa. Trác Phạm nhảy mắt xong vào xương độc, đi đến trước người quán ta, một tay bóp lấy cổ hắn ta, đẩy hắn đi ra ngoài. Tên khốn kiếp biết dùng độc thì giỏi lắm sao? Hôm nay lão tử liều mạng theo ngươi. Giờ khắc này cơ thể của trác phàm đã bị kịch độc quấn thân trên mặt một lúc đỏ một lúc vàng một lúc sau biến thành màu xanh từ trong lỗ mũi và trong miệng bắt đầu có dòng máu tuôn ra không ngừng nhưng mà hắn không có để ý giận dữ ầm lên nâng đầu gối thúc mạnh trúng ngực của nghiêm phục tiếng sương dở dụng gian giọng rõ ràng bên tai của tất cả mọi người cổ họng nghiêm phục ngon ngọt, ngọt nhịn không được phục ra một tiếng phun ra một búng máu trong hai mắt đã bị sự hoảng sợ thay thế từ lâu. Hắn ta quá thật, không thể tin được, trên đời còn có người không sợ độc, dám quả quyết xong tới như thế. Mặc kệ ai gặp phải xương độc trước mặt, thì cũng nên chần chờ một chút đi. Chỉ một chút chần chờ này, hắn ta có thể tránh được rồi. Nhưng ai ngờ tới, trác phàm lại quả quyết đến vậy. Đây quả thật chính là đấu pháp liều chết, không còn tiếc sống. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết, Người điên rồi, thật sự là một kẻ điên. Nhìn Trác Phàm lúc này đã bị trúng độc rất nặng, thất khiếu không ngừng đổ máu, trông rất là kinh khủng. Nghiêm phục sợ hãi cuồng loạn lớn tiếng kêu la. Trác Phàm nhếch miệng cười, trong khóe mắt lóe lên một tia điên cuồng. Lão tử đúng là đã điên rồi, dù sao cũng phải chết, lão tử giết người chết trước coi như tự mình báo thù. Vừa nói xong, Trác Phàm lên gối thúc mạnh vào ngực của Nghiêm Phục liên tiếp. Gần như là toàn bộ xương sườn ở ngực của hắn đều đã bị gãy hết. Cảm thụ đau đớn đến tận xương tủy, Nghiêm Phục gần như muốn hét ra, nhưng mà vẫn chưa phải là kết thúc. Trước khi hắn ta kịp hét lên, Trác Phàm đã túm lấy đầu của hắn ta, mười mấy cái tác hung hăng tác lên mặt của hắn ta gian dội. Tiếng giang giòn giả, gian giọng bên tai của mọi người nghiêm phục đã bị đánh cho răng rơi đầy đất nước mắt trong mắt lóe lên nhưng mà ngay cả sức để mà khóc cũng không có bởi vì đau đớn đến như bị kim châm múi xác khiến cho hắn ta chỉ vô tình cử động khóe miệng cũng sẽ đau đến thấu tim ba người tiểu đan đan và huynh muội của động thiên bá vội vã đi ra ngoài thấy tình cảnh này trong mắt của mọi người sợ ngay người nhất là tiểu đan đan hai tay của nàng ta bụm miệng hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật nhìn thương thế của hai người nghiêm phục chỉ bị thương ngoài da chưa có đến mức không cứu được nhưng mà trác phàm dĩ nhiên đã bị trúng kịch độc quấn thân lực sinh mệnh đang hạ xuống nhanh chóng rõ ràng không có được bao lâu nữa sẽ trúng độc mà chết nhưng mà nhìn lại khí thế của hai người trác phàm như người thắng đang ngược sát đối thủ của mình còn nghiêm phục ngược lại giống như một kẻ thất bại dập đầu xin tha. Điều này sao có thể? Tiểu đàn đàn nhìn trác phàm đang bên bờ vực của cái chết nhưng mà vẫn mạnh mẽ lạ thường trong lòng của nàng ta ngũ dị tạp trần. Rõ ràng đều là kẻ sắp chết nhưng đến trước khi chết vẫn như là một cường giả mạnh nhất hiên ngang giữa đất trời. Nam nhân khí thế như vậy nàng ta chưa bao giờ gặp qua. Nhất thời trong tâm của nàng có một chút không đành lòng hy vọng trác phàm có thể sống sót chỉ đáng tiếc trong nội tâm của nàng ta càng biết rõ trúng phải độc của dược dương điện tuyệt đối không ai có khả năng sống sót đến cả người của bảy thế gia cũng không thoát khỏi cái chết đây chính là chỗ đáng sợ của dược dương điện không phải người nói dược dương điện của các ngươi vũ kỹ vô địch thiên hạ sao không phải là người muốn giết chết lão tử sao Lão tử hôm nay theo ngươi cùng chết. Nhìn xem ngươi chết một cách thống khoái hay là lão tử được chết một cách thống khoái đây. Trác phàm một tay túm lấy tóc của nghiêm phục, thân thể của hắn không ngừng nghiêng ngã trong đó. Dễ nhận thấy độc đã lan đến ngũ tạng, không sống được lâu nữa. Nhưng mà hắn vẫn lộ ra một nụ cười điên cuồng, nắm đầu nghiêm phục, hung hăng đập xuống mặt đất. Một đập này nghiêm phục coi như không chết, cũng phải bị thương cả đời không có chữa được dừng tay đột nhiên một đạo kinh phong đánh tới cơ thể của trác phàm bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất không thể đứng dậy một lão nhân mặc áo bào xanh chậm rãi rơi xuống trước người của nghiêm phục rồi đút cho hắn ta ăn một viên thuốc xem kỹ thương thế của hắn ta xong mới thở phào một hơi tiếp đó ông ta hung tợn nhìn sang trác phàm đang nằm trên mặt đất trong mắt chớp lên vẻ hung ác. Trên mái nhà của một tòa lâu cách đó ngàn thước, có hai bóng người đang đứng sừng sững. Một người là nam tử trung niên đang khẽ vuốt hai cọng râu dễ lên. Một người là lão giả với cái đầu màu đỏ chóa. Hai người đứng nhìn trác phàm từ xa, nhưng trên mặt đều thổn thức. Ây cha! Điều nói là kẻ ngang sợ kẻ làm càng, kẻ làm càng sợ kẻ liều mạng. Tiểu tử này lỗi đánh liều mạng, Người đừng có nói chứ Thật sự đúng là khắc tinh của Dược Dương Điện Nếu người của sáu nhà còn lại Cũng liều mạng Chống lại Dược Dương Điện như thế Độc thủ Dược Dương Lão còn lớn lối được sao Ngũ trưởng lão cười ha hả Mặt đầy cảm khái nói Tính tình của tiểu tử này Lão phù thích Lâm Tử Thiên gật đầu thở dài Hiện tại ta đã rõ gì sao mà Bạch Thiên Vũ lại bại rồi Đụng trúng kẻ điên không có muốn sống mà là một kẻ điên thực lực rất mạnh thất bại là điều khó tránh nhưng mà trên thế gian có được mấy người giống thiếu niên này chứ khi gặp phải cái tình thế không thể địch liều chết đánh một trận đại đa số người trước hết nghĩ cách thoát mệnh chờ cho bọn hắn kịp phản ứng quá trễ rồi vì vậy mới nói dược dương điện dẫn kiến cho người e ngại ngũ trưởng lão liếc nhìn lâm tử thi một chút chậm rãi gật đầu xoay người bay đi nhưng mà trên không trung vẫn truyền đến âm thanh cảm thán của lão ta. Đáng tiếc, thiếu niên này cơ thể cứng rắn, nếu được lão phu thu làm môn hạ dạy dỗ một phen, ngày sau tất thành người tài. Nhưng mà hiện tại trúng phải kịch độc của dược dương điện, bị quỷ rồi, đã quỷ rồi. Ngũ trưởng lão! Lúc này, Lâm Tử Thiên hét về phía ông ta, thiếu niên này thật sự không phải là trác phạm kia chứ. Thân thể của ngũ trưởng lão dừng lại, quay người liếc ông ta một cái, chậm rãi lắc đầu mỉm cười nói: "Trác Phàm gian trá như cáo, xảo trá như sói, âm hiểm như rắn, ngoan độc như hổ, đừng nói tiểu tử này có vẻ ngoài không giống, cả sự thẳng thắn làm càng làm bậy lại không sợ sinh tử, cùng Trác Phàm kia thật sự khác xa rồi." Lâm Tử Thiên người nghe lấy, "Trác Phàm so dáng đáng sợ hơn gấp trăm lần." mi mắt ngũ trưởng lão bất giác run run ông ta xoay người đi trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng chỉ để lại có một mình lâm tử thiên trong đồng tử hiện lên vẻ ngưng trọng năm vị trưởng lão của u minh cốc là trụ cột vững vàng chiến lực mạnh nhất của u minh cốc thiếu niên có thể làm cho ngũ trưởng lão kiên kỵ như vậy đến cuối cùng nhân vật đáng sợ như thế nào đây chương một trăm lẻ hai quyền quy tổng đại ca nhìn thấy trác phàm ngã trên mặt đất như không còn sự sống đổng hiểu quyển không khỏi kêu to lên một tiếng nàng muốn tiến lên kiểm tra nhưng lại bị đổng thiên bá giữ chặt lại hẳn nháy mắt ra hiệu nhìn nàng rồi mới nhìn về phía lão giả mặc áo bào xanh mặt mày của đổng thiên bá ngưng trọng trác phàm đánh nghiêm phục thành cái dạng đó bây giờ mũi ấy chạy tới chiếu cô hắn không phải là giận lửa thiêu thân sao Mặc dù làm vậy vẫn không có nghĩa khí lắm, nhưng mà đành phải chịu thôi. Đứng trước mặt của bảy thế gia vẫn nên tham sống sợ chết thì tốt hơn. Tiểu nha đầu, ngươi qua đây chăm sóc đồ nhi ta. Độc thủ dược dương, nghiêm tùng quay đầu, nhìn tiểu đàn đàn, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng xanh. xanh. Tiểu đàn đàn cảm thấy rùng mình, bối rối, chỉ vào bản thân. Ông, ông ta nói sao? Nói nhảm, đồ nhi của ta ra mặt vì ngươi cho nên mới bị trọng thương nặng như thế nếu ngươi không đến chăm sóc nó thì ai nghiêm tùng quát qua một tiếng trong lời nói lộ ra vẻ uy nghiêm không có cho phép vi phạm tiểu đàn đàn bất đắc dĩ đành phải miễn cưỡng đi đến trước mặt của ông ta nhìn thấy toàn thân của nghiêm phục máu me bè bét hàm răng chỉnh tề không có cánh mà bay tiểu đàn đàn không ngăn được thấy hơi phản cảm nàng ta bất mãn cũng không phải là ta ép buộc hắn ta ra mặt giúp ta. Hắn cứ nhất quyết lôi kéo ta đi tìm cái tên Tống Ngọc kia. Vì sao bây giờ hắn bị thương bắt ta tới chăm sóc? Hình như nhìn ra sự chán ghét của tiểu Đan Đan, nghiêm tùng nhèo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Ông ta mới lạnh lùng nói, Tiểu nhà đầu, đồ nhi của ta vì ngươi mới bị thương thành như vậy, ngươi dám ghét bỏ nó sao? Tiểu đàn đàn bất chợt rét rung, nàng ta mới dỗ giả lắc đầu nói ta không dám không dám không dám thì tốt hiếm có khi đồ nhi của ta coi trọng ngươi nếu ngươi dám làm ra cái chuyện có lỗi với nó lão phu nhất định khiến cho người sống không bằng chết nghiêm tùng tức giận hừ lạnh lên một tiếng giao đồ đệ bảo bối của ông ta cho tiếu đàn đàn chăm sóc sau đó quay người đi đến chỗ của trác phàm lúc này trác phàm đang nằm trên mặt đất cả người như không còn hơi thở. Nhưng mà thật ra, đầu óc của hắn vẫn luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, hắn không có bị trúng độc, dù phương cứu chữa như dễ bề ngoài. Ba loại độc tố trí mạng của nghiêm phục vừa tiến vào tạng phủ của hắn, lập tức đã bị hắn dùng thiên ma đại quá quyết làm cho tan đi, không hề gây tổn thương cho hắn. Chỉ có một lớp chất độc dẫn bám lên bề ngoài cơ thể của hắn để mê hoặc cái tầm mắt của mọi người thôi cảm nhận được bước chân đầy sát ý của nghiêm tùng đang từng bước tiến lại gần trác phàm không khỏi âm thầm siết chặt nắm đấm lão tử cũng đã trúng độc sắp chết vậy mà lão già ngươi còn lại đây không phải là muốn tự tay kết liễu lão tử sao nếu thật là như vậy bị dùng ép đến bước đường cùng trác phàm chỉ còn cách tiết lộ thân phận để bảo vệ bản thân mặc dù cơ thể của hắn là ma bảo ngũ phẩm nhưng một kích của cao thủ thiên quyền dùng sức đánh ra vẫn có lực sát thương nghiêm trọng với hắn. Tối thiểu, xung kích của nguyên lực cũng có thể gây chấn thương đến nội tạng của hắn. Trong lòng trác phàm, bất giác khẩn trương, hắn đã sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào để phản sát lại độc thủ dược dương không ai bị nổi đó. Đột nhiên có tiếng xèo xèo, có tiếng sấm chớp, gian rền quấn quanh trên chiếc nhẫn lôi đình của hắn. Trác phàm giật mình thầm nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ là tiểu tử đó đến? Quả nhiên, cùng với tiếng cười to gian dội, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước người của Trác Phạm khoảng chừng trăm thước. Ta cứ nghĩ trưởng lão của Dược Dương Điện độc thủ Dược Dương nghiêm tùng là một nhân vật không có tầm thường như thế nào cơ chứ. Quả ra chỉ là một kẻ lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Người mới đến không phải ai khác mà chính là đệ tử kiếm hầu phủ người có tình cảm cùng chung hoạn nạn với Trác Phàm Tạ Thiên Dương. Bên cạnh hắn ta còn có một vị lão giả đi cùng, chính là bác kiếm lão trong thập tam kiếm lão của kiếm hầu phủ, kiếm tùy phong. Bà nội của ta ơi, tiểu tử ngươi tới thật là đúng lúc. Trác Phàm trong lòng vui mừng, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, hắn lèn lén tháo nhẫn lôi lên xuống, cất vào bên trong cái nhẫn trữ vật khác. Âm thanh sấm sét lập tức biển mất ngày mà hình như tạ thiên dương không có chú ý tới điểm này hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào nghiêm tùng với khuôn mặt cực kỳ dên giáo kiêu ngạo sú tiểu tử từ đâu mà đến ngay cả chuyện của lão phu mà cũng muốn quản sao nghiêm tùng chậm rãi quay đầu lại sát ý trong mắt vào dạc đúng lúc này kiếm tùy phong dỗ bả vai của tạ thiên dương lắc đầu chậm rãi nói thiên dương chuyện này không có liên quan đến chúng ta cậu đừng có xen vào. Bác trưởng lão, ở đây là qua Vũ Thành, không phải là địa bàn của Dược Dương Điện của ông ta, chúng ta cần gì phải sợ chứ? Tạ Thiên Dương biểu mồi ngạo nghệ hất cái đầu ra có vẻ thách thức. Kiếm Tùy Phong lắc đầu đành chịu. Kể từ khi chứng kiến Trác Phạm đánh một trận du quỷ thất ở Thanh Minh Thành, từ đó về sau Tạ Thiên Dương đã tạo thành một cái tật xấu, thích xen vào chuyện của người khác, không thể chịu được khi mà nhìn thấy có người bị bắt nạt. Tật xấu này nói lớn không lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Người tùy tiện quản chuyện của người khác, các trưởng lão trong gia tộc không có thèm ngăn cản ngươi, nhưng mà ngay cả chuyện của bảy thế gia, ngươi cũng dám tùy tiện nhúng vào. Vậy rất có thể sẽ gây ra một cuộc chiến giữa các gia tộc. Đây là chuyện khiến cho trên dưới kiếm hậu phủ và tất cả trưởng lão đều lo lắng hải hùng. Trác Phạm là một thân một mình chọc đến ai chỉ cần nhanh như chớp đã chạy đi được nhưng mà ngươi đại biểu cho toàn bộ kiếm hậu phủ sao cứ học theo tiểu tử kia chứ huống chi ngươi chọc ai không chọc lần này nhất định phải chọc vào độc thủ dược dương kiếm tùy phong liên tục cười khổ đành phải thai tạ thiên dương ôm quyền ái nãy nói nghiêm tùng trưởng lão tại hạ là bác kiếm lão của kiếm hậu phủ kiếm tùy phong vừa rồi tiểu bố nhà của ta không hiểu chuyện mạo phạm xin ngài lượng thứ cho quả ra người của kiếm hầu phủ sao khó trách đệ tử dám cả gan làm loạn như thế nghiêm tùng hiếp mắt lại nguy hiểm ông ta do dự đánh giá hai người trước mặt một lát lại nhìn qua trác phàm không còn khí tức cho nên đành phải lắc đầu nói bỏ đi lão phu nể mặt của kiếm hầu phủ một lần ta không có tự mình trừng trị tiểu tử này nữa dù sao tiểu tử này đã trúng phải độc của đồ nhi ta không sống lâu được. Nghiêm Tùng nói ra hai chữ đồ nhi rất mạnh, chính là có ý muốn nói cho tất cả mọi người đều biết, tiểu tử này do đồ đệ của ta đánh chết đấy, hắn chết không có liên quan đến ta. Lão Phù không có lấy lớn hiếp nhỏ, kiếm hầu phủ các ngươi, đừng có ra ngoài nói lung tung, làm xấu thanh danh của lão tử. Ông ta nói bóng gió, tất nhiên kiếm tùy phong hiểu rõ, sau đó mới cười gật đầu nghiêm tùng trưởng lão, danh sư xuất cao đồ, người tầm thường sao có thể là đối thủ của lệnh đồ ngài được chứ? Tiểu tử này dám giao thủ với lệnh đồ, quả thật, chết cũng đáng đời. Nghiêm tùng gật đầu hài lòng, ánh mắt biểu thị, tính ra ngươi cũng thức thời đấy. Tiếp theo, ông ta mới bèn nhanh chân, đi đến trước mặt của tiểu đàn đàn, mang theo nàng ta và nghiêm phục, biến mất, không còn thấy bóng dáng mặc dù đồ đệ của ông ta thắng, nhưng mà thắng trong thê thảm. Nếu để cho người kiếm hậu phủ biết được, đồ đệ của ông ta mặc dù đã đọc chết cái tên tiểu tử kia, nhưng bù lại thì bị đánh cho bầm dập thành cái đầu heo. Thế thì ông ta thật sự rất là mất mặt. Tuy nói cũng không ít người chứng kiến chuyện này. Trong bảy thế gia đã có qua vũ lâu, khoái hoạt lâm và u minh cốc đều đã nhìn thấy được nhưng mà dù sao người biết đến càng ít càng tốt Nhất là đừng có làm mất mặt xấu hổ lẫn nhau Nhìn lão đầu kia rốt cuộc cũng đã rời đi Kiếm Tùy Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm yên tâm Tạ Thiên Dương vẫn mặt đầy phẫn hận Nhìn thấy Trác Phàm giống như đã biến thành thi thể lạnh như băng Hắn ta nghiến răng nghiến lời nói Đám hỗn đảng kia mỗi ngày chỉ biết là ức hiếp kẻ yếu Thật sự là mất mặt bảy thế gia của chúng ta được rồi, được rồi. Ngươi cho rằng ngươi là trác phàm quái vật kia sao? Chuyện gì ngươi cũng quản được chắc. Kiếm Tùy Phong hung dữ gõ mạnh lên đầu của Tạ Thiên Dương. Ông bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt hiện lên sự ngưng trọng. Thiên Dương, ngươi có biết lúc nãy nguy hiểm cỡ nào không? Độc thủ Thiên Dương không có thể so với U quỷ thất được. U quỷ thất kia còn biết tính kế khắp nơi. Gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng sẽ tính toán được mất không có lập tức động thủ ngay, nhưng mà độc thủ Dược Dương thì khác, một khi mà ông ta không hài lòng, coi như ngươi là người của bảy thế gia cũng bị ông ta hạ độc thủ chỉ trong phút chốc, căn bản khó lòng phòng bị được. Tạ Thiên Dương khẽ cắn môi dưới, có một chút không cam lòng thở dài. Ngài là thiếu gia của kiếm hầu phủ. Đột nhiên có một giọng thở nhẹ vang lên. Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn qua, lại bắt gặp Động hiểu quyển quỳ trước mặt của hắn. Tổng ngọc ca ca đã bị trúng độc của dược dương điện cầu xin ngài mau cứu hắn đi. Tạ thiên dương nhìn qua chỗ của trác phàm rồi lại nhìn về phía kiếm tùy phong nói: bác trưởng lão có thể cứu sao? Độc dược của dược dương điện thiên hạ qua giải được chứ? Nếu không dược dương điện sẽ không có bị những nhà khác kính sợ đâu. Kiếm tùy phong lắc đầu lại vỗ lên bả da của tạ thiên dương vài cái thản nhiên bảo thiên dương việc này không có quan hệ đến chúng ta người không quản được tạ thiên dương nghe ông ấy nói vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về phía động hiệu quyển trên mặt đầy ý xin lỗi nói xin lỗi cô nương ta không có giúp được ngươi rồi các ngươi nén bì thường thuận theo số mạng đi nói xong liền cùng với kiếm tùy phong nghênh ngang rời đi Động hiệu quyển bật khóc nghẹn ngào Nước mắt rơi như mưa Nàng nhìn ca ca của mình Động thiên bá thở dài bất đắc dĩ lẩm bẩm nói Nói cho cùng Tống hiền đệ cũng vì chúng ta Mới gặp phải trận đại họa này Chúng ta đem thi thể của huynh ấy Đưa về an táng Ở dạ vũ thành đi Về sau tống gia chính là gia tộc Thân thiết nhất của chúng ta Động hiệu quyển nén nước mắt gật gật đầu ấy vậy khi bọn họ vừa định chuẩn bị nhặt xác một tiếng quát nhẹ bất thình lình vang lên đợi một chút sợ sở, sở một lần nữa xuất hiện trước mặt của hai người thản nhiên nói hắn đã trúng phải thất thải dân la trưởng của dược dương điện cả người đều là chứa kịch độc các ngươi động đến thi thể của hắn thì sẽ bị nhiễm phải kịch độc mà chết cái gì hai người giật mình sợ hãi lùi lại mấy bước khuôn mặt của đổng hiểu quyển hiện lên bi thương nàng nhìn về phía sợ sợ nói vậy chúng ta phải làm sao bây giờ cũng không có thể mặc cho thi thể của tống đại ca phơi thay nơi quan giả được chứ các người đem hắn giao cho ta là được ta sẽ chữa trị cho hắn sợ sở, sở không có cho hai người kia một ánh mắt nào nữa nàng bắn ra cái đầu dây lụa trói chặt trác phàm lại sau đó trong nháy mắt đã biến mất không có thấy đâu chỉ để lại hai huynh đệ của động gia nhìn nhau kinh dị ngay cả kiếm hậu phủ trong ngự hạ bảy thế gia cũng không có thể làm gì được độc dược nhưng một nữ tử thôn quê như là sở sở lại có thể giải được sao huynh muội của động gia không thể nào hiểu được trong lòng của Trác phàm càng thấy ngạc nhiên hơn ba loại độc dược vừa vào trong cơ thể hắn biết ngay đó là độc dược mạnh nhất trong thiên hạ giá lại ba cái loại độc dược dung hợp còn đang không ngừng biến hóa độc tính vừa quỷ dị lại hay thay đổi ngoại trừ thiên ma đại quá quý của hắn ra có thể một hơi làm tan đi và giải dược của dược dương điện ra thì chỉ còn có biện pháp nào để mà giải trừ đâu chẳng lẽ nghĩ tới đây trác phàm trong bụng mừng rỡ hình như hắn đoán ra kết quả rồi một khắc sao vẫn trong khu ổ chuột của cái thôn nghèo nàng đó. Sở sở đặt trác phàm nằm trên một cái giường đất. Trong tay của ánh sáng lấp lóe một cái bình sứ liền xuất hiện. Nắp bình từ từ mở ra. Trong tích tắc, một mùi hương thơm ngát như thấm vào ruột gan liền đột nhiên bay lan ra khắp cả phòng. Trác phàm vừa ngửi thấy cái mùi hương này trên mặt nhất thời giật mình. Hai mắt đang nhắm chặt cũng không có nhịn được rung rùng, rùng mí mắt, cái mùi này đúng là thứ mà hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm, thiên tài địa bảo, bồ đề ngọc dịch. Cái bình khẽ nghiêng đi, một giọt dịch thể màu lục bích tựa như một hạt mưa rơi xuống môi của Trác Phạm, sau đó dần dần thấm vào trong. Chỉ một thoáng, Trác Phạm đột nhiên cảm thấy có một luồng sinh khí bỗng nhiên từ đáy lòng phát lên, rồi lan ra toàn thân, khiến choáng cảm thấy cực kỳ thư sướng. Bất quá sau khi mà thư sướng hắn lại càng khóc thúc thích ở trong lòng. Đại tỷ, cái giọt bồ đề ngọc dịch kia của ngài hẳn là nên rót vào trên trứng của ta mới đúng chứ. Chương 103 Kinh động như gặp thiên nhân Chất lỏng màu ngọc bích đã hóa thành từng luồng ánh sáng lục sắc lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể của trác phạm thấm nhuần vào thấp thân thể bị kịch độc phá hư của hắn. Khoảng 3 canh giờ sau, trên mặt hắn không còn dấu vết của ba loại độc tố kia nữa. Trác Phàm thấy công hiệu của dược liệu không sai biệt lắm, liền giả giờ khôi phục lại một chút khí tức yếu ớt. Trong miệng của hắn lẩm bẩm mấy tiếng, giống như vừa mới được hồi phục, ý thức còn suy yếu. Sợ sở, sở, nhìn thấy Trác Phàm sắp tỉnh lại, khẽ gật đầu, đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng trên giường đất. Con nàng ngồi phía sau lưng của Trác Phàm toàn thân của nàng phát ra quang mang màu trắng bạc, hai tay mới nhẹ nhàng áp lên sau lưng quán. Trác Phàm bị lạnh đến phải rùng mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ nguyên lực cực kỳ âm hàn tiến vào trong cơ thể, di chuyển qua những gân mạch của hắn, xem ra là muốn thanh lý độc tố còn sót lại giúp hắn. Tuy nhiên, vốn dĩ hắn trúng độc không có nhiều, chất độc trong cơ thể đã bị hắn tiêu trừ hoàn toàn lớp độc tố bên ngoài cũng được dược lực của bồ đề ngọc dịch loại bỏ toàn bộ. Nhưng cứ thế này, chẳng lẽ hoàn toàn bị loài cái đuôi sao? Độc của dược dương điện đáng sợ đến mức nào chứ? Nếu như bị thanh trừ dễ dàng, thì cũng không có nhiều người e sợ bọn họ như vậy. Huống hồ, nhìn dáng vẻ của sở sở, dường như hiểu biết rất rõ về loại độc dược này của dược dương điện. Nếu chỉ một giọt bồ đề ngọc dịch đã có thể loại bỏ nó, vậy nàng không cần phải giận công giúp hắn. Nghĩ tới đây, trác phàm khẽ cau mài. Không được, tuyệt đối không có thể để nàng phát hiện mình đang ngụy trang. Nếu không, thân phận của mình sẽ bại lộ bất cứ lúc nào. Thế là trác phàm, âm thầm, giận thiên ma đại quá quyết, tiến vào trong cơ thể, quá giải tiêu nguyên lực âm hàng đó đi. Sở sở khẽ giật mình, tưởng rằng nguyên lực của bản thân bị độc tố kia triệt tiêu mất. Nàng không khỏi tăng thêm một phần lực đạo. Mà trác phàm phối hợp với nguyên lực nàng đưa vào, chậm rãi dừng lại công pháp. Cho đến cuối cùng, sở sở mới cảm giác nguyên lực trong cơ thể của trác phàm đã thông suốt, không còn trở ngại gì nữa, nàng mới thở dài ra một hơi, thu hồi song trưởng. Chẳng qua chân mà của nàng nhíu chặt lại. Không ngờ cái loại độc này của dược dương điện càng ngày càng quỷ dị. Chỉ là độc thủ do một tên đệ tử tuổi còn trẻ hạ xuống Thế mà khiến cho ta phí sức như thế. Sở sở không biết, sở dĩ mà nàng phí sức hoàn toàn là vì phần lớn, nguyên lực của nàng đưa vào trong cơ thể của trác phàm, đều đã bị trác phàm âm thầm triệt tiêu đi. Chỉ là trác phàm không có nói ra, âm thầm cười trộm. Hắn chậm rãi, mở hai mắt, giá giờ thành cái bộ dáng yếu đuối như bệnh nặng mới khỏi. Ta đang ở đâu vậy? Trác Phàm xoay đầu nhìn hai bên trái phải, vẻ mặt đang bối rối mờ mịt, nhưng mà nhìn thấy sợ Sở phía sau lưng của mình, không khỏi ngạc nhiên hét lên. Sở Sở tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đâu quay về rồi? Ta còn tưởng rằng tỷ vẫn giận ta, không có thèm để ý đến ta nữa. Sợ Sở nghe hắn nói vậy, không khỏi có một chút cảm động. Không ngờ câu nói đầu tiên mà tiểu tử ngốc này trở về từ cõi chết không phải là thấy may mắn vì bản thân còn sống sót mà là vui mừng khi được gặp lại nàng cái này đủ để chứng minh địa vị của nàng trong lòng của hắn quan trọng hơn so với tính mạng của hắn trong lòng sở sở như có một dòng nước ấm chảy qua không khỏi khẽ nhíu mày nhẹ nhàng cười nói ai nói ta không tức giận ngươi có thể đánh tên nghiêm phục kia thành bộ dáng như thế chắc chắn ngươi là luyện thể tu giả thế mà trước mặt của ta giả bộ gầy yếu nói đi rốt cuộc ngươi có mục đích gì ta có có mục đích gì chứ lúc đầu ta nhìn thấy tỷ tỷ đối xử với ta rất hung dữ nhưng mà ta biết tỷ là người tốt dù có khó khăn khó nói cũng chịu thu nhận và giúp đỡ ta cho nên ta muốn thân cận với tỷ thôi hiểu biết về tỷ làm bằng hữu của tỷ Sở sở nhìn hắn một cái thật sâu không khỏi khẽ cười ra tiếng Thôi đi, ai mà tin lời nói dối của ngươi. Trận chiến của ngươi với nghiêm phục, ta đã nhìn thấy hết rồi. Ngươi ra tài tàn nhẫn, lời nói thì ngạo mạn Tuyệt đối không phải là một người tìm kiếm sự an ủi hay là công tử nho nhã lễ độ gì đó. Ngươi sẽ chủ động kết giao bằng hữu cùng với một người xa lạ sao? Ánh mắt của Trác Phàm đảo quanh, trong lòng thầm than một tiếng. Sở sở, đúng là người từng duyệt qua vô số người, nhìn dáng vẻ trong lúc chiến đấu liền có thể nhận ra tính cách thật sự của người khác. Xác thực, một tu giả ma đạo tàn nhẫn như hắn sẽ chỉ chuyên tâm vào việc tăng cao thực lực của bản thân, làm sao có thể chủ động, thân thiện cùng với người khác được. Giả lại, ma hoàng hắn đây luôn cho rằng chỉ có kẻ yếu mới cần phải kéo bè kết phái, còn cường giả căn bản không cần. Cho nên, ngay cả trong linh thú cũng vậy, linh thú tồn tại thành quần cư cũng là linh thú cấp thấp, còn linh thú đạt đến cấp 5, cấp 6 trở lên, cơ bản đều là độc lai, like, độc giảng. Bởi vì cường đại cho nên không cần phải tìm kiếm sự che chở. Nhưng mà hiện tại hắn phải ứng phó như thế nào với vấn đề của sở sở đây? Trong lòng của Trác Phàm suy nghĩ một lát, bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chăm chú của sở sở, hắn không khỏi động lên cơ, cười thầm nghĩ. Động huynh, lần này là phải dùng đến thuật tán gái của huynh rồi sợ sợ tỷ 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 thật sự muốn muốn ta nói sao trác phàm cười ngây ngô gãi đầu ngượng ngùng nói sợ sợ khẽ giật mình trong lòng hồ nghi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén thế nào Ngươi tiếp cận ta thật sự là có mục đích gì không thể cho người khác biết sao? Cũng không thể nói là mục đích gì để chỉ muốn ở gần tỷ hơn thôi trác phàm sờ mũi trên mặt bất giác bắt đầu chậm rãi biến đỏ sợ sợ tỉ tỉ nói cho đúng á xác thực là ta không có chủ động kết giao bằng hữu có điều mỹ nữ thì ngoại lệ vừa nói xong trác phàm nhìn về phía sợ sở đầy thâm tình Sở sở sững sờ chỗ khóe mắt có hơi lộ ra vẻ đỏ ẩn ngươi chưa từng thấy khuôn mặt của ta làm sao biết ta là mỹ nữ sợ sở bỗng nhiên trở nên rất là khẩn trương ánh mắt trốn tránh lắp bắp nói trác phàm thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi thở dài quyền chủ động rốt cuộc lại trở về trong tay của mình lần nữa cảm tạ động huynh cảm tạ kinh nghiệm tán gái của huynh trác phàm cười thầm trong lòng nhưng mà trên mặt càng thêm mạnh dạn nói năng tùy tiện Sở sở tỷ tỷ ta đã nói rồi đôi mắt của tỷ đặc biệt xinh đẹp cho nên ta nhận định tỷ nhất định là một mỹ nữ. Nói bậy, ánh mắt có đẹp hay là không, có liên quan gì đến dáng vẻ chứ? Sợ sợ, nghiêng đầu đi, như sợ rằng sẽ chạm mắt cùng với Trác Phàm Trác Phàm không khỏi cười khẩy, thừa thắng xong lên, tiếp tục trêu ghẹo nói. Ai nói không liên quan, mẫu thân của ta nói, ánh mắt của nữ nhân càng đẹp, dáng dấp càng xinh đẹp. Mẫu thân của người nói bậy, thật sao, vậy tỷ để cho ta nhìn một cái đi trác phàm bất giác cười hì hì một tiếng đưa tay lên muốn dán mạng che mặt của sở 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 giật mình dẫu dàng lách qua né tránh thật xa kinh quảng thất thủ nói người đừng có động vào ta khuôn mặt của ta rất xấu sợ là hù dọa ngươi nếu tay chân của ngươi còn dụng về như thế coi chừng ta không khách ký đối với người sở sở lập tức như biến thành một con thỏ trắng nhỏ bị lão hổ truy đuổi nàng lùi về một cái góc trong phòng mặt mũi đỏ bừng, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, nói ra cái lời uy hiếp nhưng mà cũng không hề có khi thế, còn không bằng vẻ lạnh lùng lúc bình thường có uy nghiêm hơn nhiều. Trác Phàm nhìn thấy mọi chuyện khẽ giật mình, sau đó bật cười ra tiếng, "Đại tỷ, ta không có đánh thắng được tỷ, tỷ sợ cái gì chứ?" Sợ Sở nghe được lời này, dường như phản ứng lại, khôi phục vẻ bình tĩnh trước kia. Nàng nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói được rồi về sau ngươi đừng có đùa kiểu này nữa mặc kệ ngươi tiếp cận ta có mục đích gì dù sao ta cũng nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này thôi khả năng đời này chúng ta không gặp lại cũng không có quan hệ gì nữa cái gì tỷ muốn rời đi sao trác phàm giật mình trong lòng lo lắng thật là vất vả mới tìm được bồ đề ngọc dịch nàng đi rồi ta biết ở đâu mà tìm loại thần dược này chứ tỷ muốn đi đâu trác phàm vội vàng nói Người không cần phải hỏi ta sẽ không nói cho người biết sợ sở, sở lắc đầu chậm rãi xoay người sang chỗ khác đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi về sau chúng ta không có gặp mặt nhau nữa nói xong sở sở chậm rãi đi ra ngoài trong mắt của trác phàm khẽ đông lại sâu trong đáy mắt lóe qua một tia tàn nhẫn muốn có được bồ đề ngọc dịch hiện chỉ còn cách động thủ trắng trợn mà cướp đoạt nhưng mà đối phương cũng là cao thủ thiên quyền. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn cao thủ khác đến đây, vậy sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Hắn chỉ có thể một chiều chế địch. Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt của Trác Phàm lóe lên rồi biến mất. Sau đó giả bộ như dạng phần không có muốn nói to. Sợ sợ tỷ tỷ, tỷ đừng có đi, ta không có nỡ bỏ tỷ. Trác Phàm làm như mình đang rất là yếu ớt, thân thể nghiêng một cái, liền định từ trên giường đất ngã xuống. vốn dĩ với thân thể cao lớn của đoán cốt cảnh của hắn, coi như từ trên không trung cao 100 mét té xuống cũng không có việc gì, gì, Nhưng mà không có thể nói nữ nhân đúng là nữ nhân. Ngay trong nháy mắt này, tim của sợ sở, sở đột nhiên mềm nhũng, nàng lắc mình bỗng nhiên đến bên cạnh của Trác phàm dững dàng đỡ lê hắn. Cũng chính là cái thời khắc này, khóe miệng của Trác phàm xẹt qua một nụ cười đạt được mục đích tài hắn quá thành móng vuốt một trảo hướng tới phía sở sở đánh ra một chiêu chế địch buộc nàng giao ra bồ đề ngọc dịch nếu như không giao ra vậy thì giết nàng sau đó tự trên người của nàng tìm cho bằng được trác phàm tự nhận bản thân không phải là người tốt xem như một khắc trước là bằng hữu nhưng mà nếu cản đường của hắn hắn vẫn có thể hạ sát thủ nhưng dù sao sở sở cũng là cường giả thiên quyền bất ngờ nghe tiếng xé gió vang lên trong mắt của sợ sở, sở không khỏi cứng lại nàng theo bản năng nghiêng cổ một cái liền né được một kích trí mạng của trác phàm móng vuốt của hắn xẹt ngang qua giữa cổ sở sở kéo xuống cái mảnh vải che mặt trên mặt của nàng lộ ra một dung nhan tuyệt thế như dần trăng sáng trác phàm thấy một chiêu không thành còn muốn xuất thủ tiếp nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt của sợ sở, sở hắn bất giác trong nháy mắt ngay người kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng của Trác Phàm hiện tại chỉ có sáu chữ này. Dung nhan mỹ mạo của sở sở tuyệt đối là dung mạo hoàng mỹ nhất mà hắn gặp được cả trong hai kiếp. Hắn không bao giờ nghĩ tới thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp đến như vậy. Đây đâu có phải là người phàm, đây quả thật là thần tiên rồi. Trác phàm không khỏi sửng sợ ngay ra chỗ đó, quên luôn cái mục đích ban đầu của mình sợ sở, sở cũng là kinh ngạc tựa hồ không có nhận ra được đó là sát chiêu của trác Phạm nhìn thấy dáng vẻ của hắn si ngốc ngơ ngác nhìn mình chính là như thế gương mặt của nàng bất giác đỏ bừng bên trong đôi mắt sáng ngời đã đông đầy nước mắt một cái tác rõ ràng tác vào mặt của trác Phạm đánh choáng bay ra đập lên tường ngã lăn xuống đất sở sở dỗ dàng nhặt cái tấm vải màu xanh bị rơi xuống đất che mặt chạy ra ngoài nhưng mà trên mặt đất hiện ra vết ẩm, có thể thấy rõ ràng dấu vết của những giọt nước mắt. Sao? Sao vậy? Trác Phàm che gò má đã bị đánh cho sưng đỏ, hùng hăng xoa mạnh, trong đầu hiện lên một dung nhan tuyệt mỹ kia không cách nào mà xua tan được. Ta không ngờ trên thế gian lại có một mỹ nhân vô song như thế. Trước đó ta khen nàng đều là lời nịnh nọt mà thôi, không nghĩ lại là sự thật nữ nhân có ánh mắt xinh đẹp quả nhiên đều là mỹ nữ đặc biệt nàng có thể xem như một thiên hạ đệ nhất đi trác phàm thở dài trên mặt lộ vẻ thất thần trong lòng cực kỳ cảm khái hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được trên đời này còn có ai có thể được như sở sở về mặt dung mạo được đột nhiên trác phàm dường như bây giờ mới nhớ ra một chuyện dẫu dàng đuổi theo tới cửa nhưng đã không thấy bóng dáng của sợ sở đâu ngay cả khí tức của nàng cũng đều đã biến mất không thấy gì nữa đại tỷ tỷ để bồ đề ngọc dịch lại cho ta chứ Trác phàm khóc không ra nước mắt manh mối đã bị đứt rồi chết tiệt lúc nãy vì sao mà không xuất thủ chẳng lẽ lão tử cũng là sắc lan sao nhìn thấy mỹ nữ không có dời nổi bước chân Trác phàm trong lòng thầm mắng bản thân bất đắc dĩ thở dài các bạn vừa nghe xong tập 22 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.